Em tùy từ một kích thước nghe kinh quá anh ơi. Lại còn nên đầu tư MT760 mini hay là bỏ thêm 200.000 nữa nhưng đầu tư hẳn luôn MT760 ở trong MT760 series của Rapu. Về tổng quan của thiết kế thì thật ra là hai em này trông chẳng khác gì nhau cả. Từ cái đường vân này rồi chi tiết bo góc đến những cái con lăn chuột dọc hay lăn chuột ngang đều giống y hệt nhau cả. Và mình tìm hiểu về tính năng của nó thì thật sự cũng đúng là giống nhau thật. Và điểm khác nhau duy nhất của hai chuột này đó chính là về trọng lượng và kích thước của nó. Đây, mình sẽ để đây cho các bạn nhìn rõ hơn nhá. Với Rapu MT760 thì nhìn qua thôi đã thấy là nó có kích thước lớn hơn rồi và sẽ phù hợp với tay của các bạn nam này hoặc là tay của các bạn nữ nào nó to một chút giống như kiểu là tay mình. Còn với Rapu MT760 mini thì đúng là trông nó gọn gàng hơn hẳn nên là các bạn nữ nào mà kiểu tay bé bé hơn một chút thì có thể tham khảo nhé. Kích thước khác nhau này đương nhiên là trọng lượng nó cũng sẽ khác nhau rồi. Với MT760 thì sẽ có trọng lượng là 101g, còn với MT760 mini chỉ với 88g thôi. Nhà đương nhiên là con này nó sẽ nhẹ hơn một chút rồi. Và cả hai em chuột này ở trong MT760 series thì đều có chuẩn 3 kết nối, cả có dây, cả 2.4GHz và cả Bluetooth. Nên là để mà lựa chọn giữa em nào thì đương nhiên là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mọi người. Mọi người thì thích em nhỏ nhỏ xinh xinh này hơn cho nó vừa tay và cũng tiện để mình mang đi lại nữa. Hoặc là tay bạn nào to hơn hoặc tay các bạn nam thì cũng sẽ thích những cái dòng kiểu chuột to hẳn như thế này hơn. Nên là lựa chọn MT760 hay là MT760 mini là tùy thuộc vào kích thước của mọi người nhá. Em tùy thuộc vào kích thước nghe kinh quá anh ơi lại. Nên là sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mọi người cũng như là cái kích thước bàn tay của mình sẽ là phù hợp với loại chuột nào hơn nhá. Còn bây giờ thì bye bye.